Ai là vận động viên và môn thi đấu nào được nhận tiền thưởng nhiều nhất SEA Games 32 vừa qua? Ở kỳ SEA Games 32 vừa qua, đoàn thể thao của Việt Nam có nhiều vận động viên vượt giới hạn giành được huy chương vàng xuất sắc. Nhờ vào thành tích, các vận động viên và ngành thể thao từng môn lĩnh vực được trao thưởng khác nhau, trong đó có cả khoản tiền thưởng của người dân trong cộng đồng xã hội và cơ quan ban ngành chuyên môn. Môn thi đấu được nhận khoản tiền thưởng lớn đầu tiên phải kể đến là môn bóng đá nữ, khi tổng số tiền đã trao tặng thưởng là 5,6 tỷ. Đây là khoản dành cho toàn đội đã thi đấu không dành riêng cho cá nhân cụ thể sau đó phải kể đến tiền thưởng ở môn bóng bàn của Việt Nam. Trong một khoảng thời gian dài 26 năm, chúng ta mới có một cặp đôi nam nữ giành huy chương vàng ở môn thi đấu này. Đây là một trong những thành tích nổi bật nhất các môn thi đấu ở SEA Games 32 của thể thao Việt Nam. Qua đó mang về tổng số tiền thưởng dành cho cả đội và cá nhân lên đến hơn 1 tỷ đồng. Về phía cá nhân thi đấu ở SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Thiếu Anh là người đứng đầu số tiền thưởng được nhận, kể cả tiền thưởng từ ngành chuyên môn lẫn tiền thưởng từ các tổ chức xã hội cá nhân. Số tiền mặt mà Nguyễn Thiếu Anh được thưởng khoảng gần 600 triệu đồng. Ngoài ra cô còn được tặng thưởng nhà và một chiếc xe hơi. Ở lĩnh vực bơi lặn, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng nhận tiền thưởng khoảng 355 triệu đồng.